Chào mừng các bạn quay trở lại với English at the Movies. Trong mỗi chương trình, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một cụm từ thông dụng, tinh lóng hay thành ngữ phổ biến ở Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Và cụm từ của tuần này là Ballpark Figure. Ballpark Figure. Music and Lyrics là một bộ phim hài tình cảm xoay quanh mối quan hệ nảy nở giữa một thần tượng nhạc pop một thời và một cô gái có tài năng viết lách khi họ chỉ có khoảng 2 ngày để sáng tác một ca khúc hit cho một ca sĩ mới nổi tuổi teen. Xin mời các bạn cùng đến với cụm từ Ballpark Figure. Trong đoạn này, người quản lý nói I have a ballpark figure là có ý A. Tôi có một con số ước định. B. Kế toán viên của tôi có thể lo chuyện đó. Hay C. Tôi cần thời gian để tính toán. Nào, chúng ta cùng xem lại một lần nữa nhé. Trong đoạn này, người quản lý nói rằng I have a ballpark figure có nghĩa là a rough or approximate number to give a general idea of something, like a rough estimate for a cost. Một con số xấp xỉ hay ước lượng đưa ra một khái niệm chung về một chuyện nào đó, như một khoản ước tính cho một chi phí. Như vậy, câu trả lời đúng là A. Tôi có một con số ước định. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.